21 Production. Who's your daddy? Yo, who's your daddy? What? Who's your daddy? 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 Call me kitty, 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 face. All of my problems, shitty, shitty, go the way. Communicate when pinky pushy, well, I'm Nicky Way. Come in and say, baby, show me your fat, this is a fate. Look crazy, you know the price of prelice. Come on, baby, they like it. Shake it when they can help, can hold, can up replacement. You see the flow is waving. I know you love and hate it. Do everything for you, the day just shake it, shake it. Cô học sinh ngoan ngoãn nhẹ nhàng đang bước xuống phố này. Sáng thì khăn quàng đỏ, tôi về ngắm giúp cung đi bay nhảy. Khu của em là daddy, 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 daddy. Làm em la mỗi tối chứ không phải mấy nhóc ngủ thích ôm daddy. Tình em không quan trọng mà tiền lúc nào cũng phải để tài khoản. Em thích daddy về cả skill tài năng và lẫn cả tài sản. Tìm cho bunny một ông bố perfect để được chu cấp vào hàng tháng. Đổi lại là thân xác này bên cạnh daddy sẽ hành tới rạng sáng. Là một con mèo hư hỏng em chưa dạ và vâng lời. Nằm ở trên sofa em nóng bỏng và như đang gọi mời. Thân hình chữ S của lấy daddy rồi cùng nhau nhấp từng nhịp. Truyền thống cũng hay những đôi ghi khiến em dên lên vì khít từng giờ. Em gái nhà lành sang chảnh, size đồ hiệu cao mét 72N. Tình trường em đây không thiếu nhưng vui tài chính em mới vẽ tay mở. Thân hình gợi tình quyến rũ dù còn đang ở tuổi học sinh. Tôi xuống phố lên đồ sơ fresh, em thu hút hơn cả Ngọc Trinh. Em từng cùng tình chưa cao thượng, em cũng khiến bao chàng ngây ngất. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thì giờ ngủ giờ ok say fuck. Hẹn ngày mai 4:20 để có một buổi chiều vô ra. Chỉ khi đáp ứng đủ nhu cầu thì em mới có được nhiều đô la. Sở trường của em là bus nên không cần phải cầu kỳ. Daddy luôn thương em mất dù biết màu son em màu gì. Không cần hỏi chỉ cần hành động, ly rượu nồng tiếp tục rót đi. Em muốn gì bố nuôi đáp ứng nhưng việc cần làm giờ là đọc đi. Không lẽ là để cho daddy mình phải muộn phiền hay sao? Cuộc chơi là win queen, you don't need to pay now. Nhìn nắm mắt hồ nhún nhảy, mình đang chạy cùng mây sao. Nếu mà chán đổi lay out, đâm xe vào ngõ mình thay bao. Who's your daddy? 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 Who's your daddy?